không phải Hàn hay Nhật, Việt Nam mới là quốc gia lọt top bảng xếp hạng các nước có tốc độ phát triển nhanh nhất ở châu Á. Xin chào các anh em của Dòng Máu Lạc Hồng. Nếu như quay trở lại năm 2018, khi tìm kiếm trên mạng xã hội về từ khóa nền kinh tế Việt Nam, thì một loạt kết quả về cụm từ vì sao nền kinh tế Việt Nam kém phát triển sẽ ập ngay vào mắt của chúng ta. Cụm từ kém phát triển nhiều đến nỗi mà chỉ cần nhìn lướt qua thôi là nhiều người đã phải cúi mặt vì xấu hổ. Thế nhưng ngày hôm nay, tất cả người dân Việt Nam đã có thể tự hào khi mà mọi tổ chức quốc tế cho đến cả Ngân hàng Thế giới World Bank đều công nhận Việt Nam ta đang là nước có tốc độ phát triển thuộc hàng nhanh bậc nhất ở châu Á. Hay như mới đây, khi các nhà nghiên cứu tại trường đại học Harvard Mỹ công bố bảng xếp hạng danh sách các quốc gia, thì nhìn vào dự báo tăng trưởng đến năm 2030 mà họ đưa ra, sẽ có 3 nền kinh tế châu Á sau đây sẽ là 3 nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực. Đầu tiên dẫn đầu là Trung Quốc, sau đó kế đến là Việt Nam và kế tiếp là Indonesia. Cả 3 nước đều sẽ có mức tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, ít nhất là cho đến năm 2030. Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, thì bất chấp sự gián đoạn về thương mại do đại dịch COVID-19, xếp hạng dư địa tăng trưởng kinh tế của 3 quốc gia này vẫn vô cùng ổn định. Riêng đối với Việt Nam, các nhà nghiên cứu tại Harvard Mỹ đã nhận định về chúng ta như thế này. Đối với Việt Nam, nền kinh tế các bạn đã tăng đến 12 bậc, lên đứng thứ 52 thế giới về tính đa dạng và sự hiện đại hóa các năng lực sản xuất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu quốc gia. Nếu tính trong giai đoạn 10 năm, từ năm 2010 đến năm 2020, chỉ số tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã cải thiện tới 18 bậc với điểm ECI bình quân là 0,18 điểm. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi với những kết quả tươi sáng. Chúng ta đã kiểm soát rất tốt nền kinh tế vĩ mô trước các bất ổn của thế giới, nhờ việc sớm mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch, lạm phát giữ ở mức thấp, kết thân với mọi quốc gia, kể cả khi đó là những quốc gia có xung đột với nhau. Điều này cực kỳ đặc biệt trong bối cảnh xung đột leo thang. Và hiện chính phủ Việt Nam đang nỗ lực để kiểm soát tốt các nguồn lây từ các dịch bệnh mới như biến thể mới của virus corona và bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát ở Mỹ và châu Âu. Những thành tựu này một mặt sẽ bảo vệ được nền kinh tế trong nước các bạn khỏi những tác động xấu của thế giới. Mặt khác, nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng vì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tìm đến Việt Nam nhiều hơn nữa. Dòng vốn sẽ đổ vào Việt Nam do Việt Nam là một vịnh trú bão an toàn giữa những bất ổn cũng như căng thẳng địa chính trị. Vì vậy, chúng tôi vẫn đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức lạc quan, ít nhất là phải đến năm 2030. Như chúng ta đã thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước khởi sắc vô cùng tốt, cũng như nhận được những lời khen không ngớt từ cộng đồng bạn bè quốc tế. Tính từ năm 2020 đến nay, dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam, kể cả trong thời kỳ đỉnh của đại dịch, vẫn duy trì trạng thái khả quan. Quý 1 năm 2022, vốn FDI thực hiện giải ngân đạt 4,4 tỷ đô la, cao nhất cùng kỳ từ năm 2018 đến nay. Tính hết 6 tháng đầu năm, đã có tới gần 14 tỷ đô la đổ vào Việt Nam. Nhờ thu hút được dòng vốn FDI này mà kinh tế Việt Nam từ một nước kém phát triển vươn lên thành một mắt xích then chốt không thể thiếu trong chuỗi cung ứng hàng hóa cho thế giới. So với các nước trong khu vực, Việt Nam đã thay đổi từ một trong những nước hạn chế FDI nhất trở thành một trong những quốc gia cởi mở nhất tại ASEAN. Với các chính sách của chính phủ Việt Nam, sự lạc quan của cộng đồng doanh nghiệp đã được củng cố nhờ môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện. Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam ta được đánh giá tích cực với thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng kinh tế thương mại toàn cầu. Kể từ năm 2018 đến nay, Việt Nam ta đã gần như thay đổi rất nhiều. Năm ngoái, tại phiên khai mạc Đại hội thứ 13 của Đảng sáng ngày 26 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời nhắn nhủ đến toàn dân rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Và điều đó đã đúng. Các lãnh đạo Việt Nam khi ấy đã rất vui mừng vì con đường mà Đảng vạch ra đã mang lại kết quả. Nhà nước Việt Nam khi nhìn lại 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2019 đã không khỏi vui mừng bởi nhờ những kế hoạch đề ra trong nghị quyết đó mà giờ đây đất nước Việt Nam ta đã gần như vươn lên hàng đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Có thể thấy, Đảng và Nhà nước Việt Nam
đã vạch ra một số chính sách cực kỳ sáng suốt, thành công vực dậy một đất nước kém phát triển chỉ sau hơn 4 năm. Và đặc biệt, không giống với người láng giềng Thái Lan, một đất nước vô cùng bất ổn do những cuộc đảo chính. Đặc biệt, nếu tính từ khi chế độ quân chủ lập hiến được thành lập tại Thái Lan từ năm 1932 đến nay, nếu kể cả cuộc cách mạng Xiêm 1932 cho đến thời điểm năm 2015, thì chính trường Thái Lan đã xảy ra hơn 20 cuộc đảo chính hoặc binh biến nhằm lật đổ chính quyền. Trái lại, khi nhắc đến Việt Nam, giờ đây các nhà đầu tư đều tấm tắc khen ngợi là quốc gia có nền chính trị ổn định nhất trong khu vực. Đến với ASEAN là phải ghé thăm Việt Nam, bởi hễ ai muốn đầu tư vào ASEAN thì nhất định phải có kế hoạch đến với Việt Nam một lần, vì không nơi đâu an toàn cho các khoản đầu tư của họ hơn là quốc gia này. Có thể nói, về đối nội, đất nước ta đã có một sự lột xác thành công, từ một quốc gia bị gán với hình ảnh chiến tranh, bất ổn, thì nay đã được giới đầu tư nước ngoài công nhận là đất nước hòa bình, ổn định nhất trong khối ASEAN. Việt Nam giờ đây, trong con mắt bạn bè quốc tế, là điểm đến hấp dẫn. Cũng vì thế, dòng vốn đầu tư liên tục chảy vào, bất chấp những căng thẳng xung đột trong khu vực và thế giới leo thang. Điển hình gần nhất là cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Một khi căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai ông lớn này, thì một dòng vốn đầu tư cực lớn từ Trung Quốc chắc chắn sẽ tháo chạy sang Việt Nam. Nguyên nhân là vì các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn cần xuất khẩu hàng sang Mỹ. Quan hệ Mỹ-Trung đứt gãy, nhưng nếu họ sản xuất hàng hóa ở Việt Nam thì vẫn được hưởng lợi nhờ bán được hàng, thậm chí còn tránh được các biện pháp thuế quan. Các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan chắc chắn sẽ đến Việt Nam chứ không chọn các nước ASEAN khác. Vì ở Việt Nam, văn hóa lẫn môi trường kinh doanh rất tương đồng so với ở Trung Quốc. Chưa kể, các mối quan hệ Việt-Trung cũng đang rất tốt. Như vừa qua, trong khi Mỹ công khai thách thức Trung Quốc khi cho phép bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, thì Việt Nam vẫn lên tiếng ủng hộ và kiên trì với chính sách một Trung Quốc, bất chấp Việt Nam có quan hệ rất tốt với Mỹ. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng cần bán hàng sang đất nước tỷ dân, và vì thế họ càng tìm đến Việt Nam ta. Bởi như đã nói ở trên, Đông Nam Á, Việt Nam là nước có mối quan hệ ngoại giao tốt nhất với cả Mỹ và Trung. Nói chung, căng thẳng thì căng thẳng, nhưng làm ăn thì vẫn làm ăn. Chỉ cần qua một trung gian phù hợp và Việt Nam là lựa chọn khả thi nhất cho hai ông lớn này. Hơn thế nữa, lạm phát tại Việt Nam được kiểm soát rất tốt, gần như là miễn nhiễm với các biến động từ bên ngoài. Mặc dù giá cả tăng cao, tác động đến đời sống của người dân là có thật. Tuy nhiên, nếu so với tình hình chung của nhiều nước trên thế giới, thì Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt lạm phát. Lạm phát trong tháng 7 năm 2022 tăng 0,4% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, lạm phát chỉ tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là một thành công trong kiểm soát giá cả của chính phủ, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% đã đề ra trong năm 2022. Chính phủ Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy tài làm ăn kinh tế của mình. Để thế giới biết đến người Việt không chỉ vì ta giỏi chiến tranh, mà người Việt còn là cái nôi trí tuệ về tài ngoại giao và điều hành kinh tế. Tất cả những nỗ lực này đều không phải là lời nói suông, bởi nhờ có những nỗ lực đó mà giờ đây Việt Nam đã trở thành quốc gia nổi tiếng, quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và cả một châu Á rộng lớn nói chung. Các anh em nghĩ sao về vấn đề trên? Đừng quên bàn luận những quan điểm của mình bên dưới anh em nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!